sorry anh em, nhưng mà hiện tại thì ở cái khu vực của bọn tôi thì đang diễn ra một giải đấu với một tựa game khác. Và thực sự thì cái trò chơi này không phải buôn súng. Từ từ đã nào. Rồi rồi rồi, từ từ đã nào. Đang hơi để ý một tí việc khác. Thì ngay lập tức là team Liquid họ đã bắt đầu có những câu trả lời rồi. Rất kinh khủng. Lộ 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 lộ. Và đó là thiếu đầu tiên dành cho bên phía của Liquid. Khả năng, khả năng. Round này thì khả năng thôi. Nhưng mà Frozen thì anh ta đang có cho mình đó là một khẩu đe. Không có gì quá khó cả ấy. Đạn như dội vào đầu. Kể cả bây giờ ông có DE, ông có giáp, khó. Đà, một mạng, một kỳ, mình vào mồm đối phương thôi. Chắc là không thua đâu nhỉ. Chắc chắn là không thua rồi, nhưng mà trông hơi quê nha. Đúng. Rất mất thời gian nha. Rồi, sẽ thu hồi được lại khẩu M4 này mà thôi. Đối phương thì gần như là cô trắng. Đang có tình huống gọi là điểm chỉ đâu. Half-Fly có double kill, như vậy là tất cả lợi thế nó đã về con số 0 hết. Chính xác, tất cả lợi thế gần như đã về con số 0. Và có vẻ như là bên phía của Fake Clan thì họ muốn đánh vào B thì phải. Nhưng mà ở trong B thì lại chỉ có một. Hợp lý này. Kiểu Liquid họ đang suy nghĩ. Có thể họ với cái setup này họ sẽ nghĩ là ok, nếu như đối phương đánh B thì chúng tôi sẽ làm một thế retake về 3v3. Bởi vì dù sao thì họ cũng đang sợ rằng có thể sẽ có tình huống mà ở khu vực mid đang không quá kiểm soát và dồn được hoàn toàn về A. Như vậy thì bắt bài hiện tại đang là không thành công, sẽ là một tình huống retake về. Nhưng mà nên nhớ rằng với thế retake này tôi đấy cảm giác đang hơi mong manh ở trong đội của team Liquid. Khi mà Napfly đang yếu máu, Twist thì đang cầm cho mình là MP9 mà thôi. Bắt đầu sẽ có điện quay trở về. Quả nết này đáp ra không thực sự là quá đau, mớ được một lượng máu nhất định. Ok, tập bom thành công. Sẽ là chọn góc đẹp. Liquid có thể đi xếp súng luôn. Yếu như thế này thì tôi khuyên rằng bên phía team Liquid họ nên đi xếp nha. Bom mìn vẫn còn lại là rất nhiều. Để bắn ra sao cũng được. Như này thì là đi xếp rồi. Không, 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 không. Như này là chơi đấy. À, chơi đây. Nhưng mà thời gian này bây giờ trôi quá nửa rồi nhá. Thời gian các ông đã trôi quá nửa. Bỏ, 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 bỏ. Nó có thể chỉ là một vài tình huống đáp đồ, hoặc là cố gắng cấu yếu máu để các anh Vestan bị mất súng đi. Với việc 20 giây mới bắt đầu la vào để gỡ bom thì tôi nghĩ rằng đó là một điều bất khả thi. Cái này làm tôi nhớ đến cái tình huống của Huxley ở trong cái map thi đấu Infernal. Anh ta kéo ốp ra đến từ vị trí của Cadian. Góc này là góc cũng có thể để bắt người được nha. Nào Cadian. Thì chuyển qua Flick trượt đến từ Cadian mất rồi. Flick trượt nhưng mà chắc chắn là cơ hội vẫn còn đó. Và để xem là Lý Quyết Thuận đã chơi như thế nào. Vẫn sẽ có sự kiểm soát ở cả khu vực middle. Còn bom A sẽ là solo từ vị trí của Scum. Rõ ràng là với việc mà anh ta solo, anh ta sẽ phải chọn cho mình những góc thi đấu để có thể chạy về một cách an toàn. Và bom site A là một bom site mà hoàn toàn có thể solo được. Ba người đứng trong B. Khu vực B-Connect sẽ là một nơi mà đội team Liquid đang rất để ý. Và FaceTime thì có vẻ như họ đang có sự chú ý để muốn chiếm bằng được khu vực B-Connect này. Được ra từ B-Con và phía bên này thì Rain biết là Rain đã vào rồi, chỉ có biết là chạy giặc bắn mà thôi. Nhưng mà Nap thì anh ta vẫn chưa cấu được đi quá nhiều máu của Rain đâu. Cái khẩu AK trên tay 58 HP thì Rain vẫn có thể làm được điều gì đó. Bắt đầu vào đây. Smoke che backside. Rain sẽ là người đi trước. Nhưng mà Rain chưa có mạng nào cả. Karrigan lao lên đổi nhưng vẫn còn đó là Yekinda. Kaelin lần này đã bắn trúng và Broky. Không qua được Twist đâu em ơi. 1 vs 4 và round này hết rồi. Sẽ là 3-1 cho Liquid. Liquid có vẻ như là họ đang thể hiện được một cái màn khởi đầu nó khá là sáng sủa đúng không? Đúng vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy được rằng đây là lý do vì sao mà Liquid họ lựa chọn phương án đó là chơi ở cái map thi đấu Anubis này. Có thể là sẽ không có một bất ngờ nào xảy ra.
nó cũng có thể đây chứ, là mắt thì đấu ra bên phía em mà có thể không sao nha. Với cái map, với cái round thua vừa rồi của bên phía Fakeland thì họ vẫn có tiền để có thể lên súng. Ba khẩu AK, một khẩu Galil, Tech Knight trong tay Frozen vẫn có thể là chơi được. Canyon đã có một góc kê nó cũng khá là hẹp. Canyon giặt rộng ra thì có thể là sẽ từ từ đã đào bắn trượt rồi. Nhưng phía bên này thì còn Yekinda. Frozen đổi được mạng với khẩu Tech Knight trên tay, tiếp tục đuổi theo. AK đã được thu hồi về cho vị trí của Frozen. Và Tuyết cũng đã tới nha. Góc đứng này là góc đứng mà rất khó để có thể bắn được vào đầu của Tuyết. Vì đây không phải một góc cận tâm. Di chuyển qua Smoke và Scanzi bắt được Robzy. Lạ thật đấy. Vẫn đang hơn người từ Liquid. Thậm chí bây giờ sẽ có tình huống đi ép. Nap đi đẩy. Bom A, Skull cũng đi đẩy. Và như thế này thì đối phương sẽ chỉ còn được mid như Beacon thôi. Xin luôn cái mạng của Rain. Quá đơn giản từ vị trí của Skull. Liquid họ đang di chuyển đội hình của mình vô cùng là linh hoạt. Và bây giờ với việc bắn đã đẩy tới như vậy sẽ biết đối phương chỉ còn đường lên bom sai B. Che luôn. Broky. Bây giờ là lúc mà những ngôi sao của Faceland cần phải tỏa sáng này. Những 33 giây còn lại, Nap đang ở ngoài thôi, xong Frozen đã thấy. Nap không biết điều này nhưng mà tắp hình hơi lỗi. Nhưng vẫn vào được, vẫn có thể có được một vị trí bên trong bom sai B và vẫn có thể hạ quả C4 này xuống. May là đấy là Frozen đấy, nhưng mà từ từ đã đào 4v2, trở thành 2v2 và đó là 1v2. Liquid đang làm cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lại phải cố gắng đẩy người lên như thế trong khi hoàn toàn có thể tạo thế 3 người VS2 để làm một phát Aloso luôn? Tôi không hiểu nữa, và team Liquid họ đang vứt đi những cái lợi thế của mình. Họ có vẻ như là họ muốn tạo cho mình cái thế chủ động thì phải. Chúng ta thấy rằng đó là tình huống mà cái tham minh đối phương đang tít tít. Cho nên có lẽ nghĩ rằng là thôi lao lên thì ông đang tít tít thì sẽ là cơ hội để bật. Nhưng ai ngờ Fake đang bảo kê nhau tốt thế đâu. 2-3 rồi. Một round nếu mà Liquid họ muốn làm khó thôi. Chỉ biết nói là như vậy. Chạy đi thằng cháu ơi, lộ rồi, chạy đi. Chính là một cái thế làm phép đến từ mình được bên Hữu Hưng rồi. Chưa gì đã nói đến map 3 và ngay lập tức là bên phía của Fakeland. Và nếu như mà họ có được luôn round thiếu này thì khả năng để có thể chạm tay lên con số 4 sẽ tương đối cao. Quyệt không? Nào. Team Liquid thì từ nãy giờ họ thi đấu theo phong cách khá là thích vạc quyền. Faceland thì đang từ tốn nó khá là nhiều. Chiếm mid. Với việc mà có mid như này thì hoàn toàn có thể sẽ làm một bài cả A cả B đều được. Chỉ là bây giờ chúng ta đã phụ thuộc vào điều đó là Rogue người ta sẽ di chuyển như thế nào. Nếu Rogue tiếp tục dấn lên ở khu vực A-RAM thì đó sẽ là một dấu hiệu để Faceland họ triển khai vào bom site A. Nhưng mà trả flat di chuyển này thì sẽ là đánh bom site B rồi. Kê liền kế trước, không có gì khó với kê liền cả. Và sẽ cần tìm một con đường khác mở lên để đánh vào khu vực side, có thể là một sự lựa chọn từ Faceland. Và bây giờ tò mò di chuyển ra không phải là một cái điều gì đấy hay ho đâu nha Kinda ơi. Nhìn tới đối phương trước nhưng lại bắn trượt mất rồi. Cái điền với một khẩu ok một cái góc như thế này thì tôi nghĩ rằng rất khó để cho anh ta. Đứng ở trong ninja bắn ra hơi khó một tí. Trời ơi, UFP sấy nhưng vẫn thành công đến từ vị trí của Nam. 3v3. Rocky với khẩu AK trên tay. Tôi tin rằng anh ta có thể làm được. 1-2-0, chưa có 2. Nap vẫn đang quẩy rất dẻo với khẩu UMP ở trong tay. Và bây giờ là Rob. Rob thì không thể nào mà thua trong những tình huống như thế này được. Và thậm chí anh ta sẽ có được mình một cái double kill. Tại cái map thi đấu Anubis này, thời điểm tại Fakeland chúng ta nói là tỷ lệ thắng họ đã không quá cao. Nhưng mà cũng tại một giải thiếu thuộc về giống IEM, cụ thể là IEM Sydney, thì đây là map thiếu mà Faceland đã đè bẹp một đối thủ. Họ chiến thắng với tỷ số là 13-0. Tôi quên mất đối thủ của họ là ai. Nhưng mà họ đã làm được điều đó. Nào. Tăng vào bom sai rất đơn giản thôi. Đối phương không có cái gì để chống cự cả. Đã nói là sau khi thua một cái round và 4v2 từ bên phía của team Liquid thì bây giờ áp lực đè lên vai họ là quá nhiều. Chốc dần chốc đều rồi. Rocky có một tình huống tập bắn.
khó cho mình, đó là rất nhiều mạng của bên phía team Liquid. Và bây giờ thì Kadian chỉ còn một mình anh ta mà thôi. Yekinda 6 mạng. Nhìn chung thì các thành viên team Liquid họ đã nhập cuộc tốt hơn giai đoạn đầu khá là nhiều so với Mark lúc. Kadian sẽ bị tổ quay nhưng không làm gì được cả. Chiến thắng vẫn sẽ thuộc về các thành viên của FaZe Clan thôi. Bây giờ sẽ là gun round đây. Và để cùng xem là chúng ta sẽ có một cái điều gì bất ngờ đến từ các thành viên của team Liquid. Truyền tải thông tin đấy một cách tốt nhất cho các thành viên còn lại. Nhưng mà thực ra là cái mic đấy của Coach thì một người nói thì 5 người nghe mà. Ok. Thật sự là cái điện có một góc đứng nó lộ như vậy luôn. Góc đứng thực sự phải nói là lộ thiên. Bây là... giờ thì mất lợi thế về người rồi. Cũng không hẳn là có lợi thế về người, nhưng mà đây là mất cái tình huống quân binh về người rồi. Và bên phía của FaZe Clan thì họ sẽ di chuyển sang bên phía side còn lại, đi đầu là Rain. Rain rất chắc chắn ở đây. Di chuyển rào vạt vào có 3 người luôn. Kanji cũng lừa được ném vào, anh ta vẫn chưa phát hiện ra, giạt ra thì sẽ bị ăn với Dio một người. Phía bên này chính anh ta cố gắng cương, nhưng dưới chân của anh ta lừa đửa, trên đầu của anh ta đã. Nhanh quá. Nhanh, thật sự rất nhanh. Rồi, hạ C4 xuống và đi bắt người thôi. Như này là round này thì là kết thúc rồi này. Thậm chí FaZe Clan đang muốn đi bắt người. Với lượng tiền này thì cho phép họ có thể làm được điều đó. Ôi, 803. Hy sinh tiếp theo nào, ông Nap, ông ra đây cho tôi, ông ra đây, bắn được một mạng, mạng gai không có và có thể sẽ là án tử ngay bây giờ. Và nó đúng là như vậy của Liquid rồi. Cái lợi thế về bên phía phần side, về bên phía của sai đang khiến cho, đang giúp cho bên phía của FaZe Clan họ có được 5 round thi đấu liên tiếp. Cũng là một phần là bởi vì bên phía team Liquid họ đã gặp rất là nhiều vấn đề trong những cái tình huống triển khai. Đặc biệt là cái tình huống mà 4v2 mà tôi muốn nhắc lại một lần nữa. Lại là một thế kẹp vào B. Nhưng mà bom vẫn có thể rotate luân chuyển về A khá dễ dàng với cái thế di chuyển này của FaZe. Chung thì đi đâu có lẽ không phải là vấn đề quá quan trọng. Yekinda có mạng trước đó là Twist. Lại nhanh nhóm trước cơ hội, Twist đấm thêm một nữa. Đừng bảo với tôi, đừng bảo là Liquid sẽ thắng round này nha. Cơ khả năng lên rất cao, chắn đạn cho nhau. Yekinda là người làm điều đó và thôi xong. Vẫn còn vị trí của Yekinda ở phía bên này. Và check cần phải check thật kỹ. Và Broky, không, đó là mạng của Rain. Tôi thì vẫn làm được nhưng mà mất tới 3 khẩu súng. Tôi rất thắc mắc tại sao Liquid họ lại vội vàng đến như vậy. Họ biết vị trí đối phương ở Beacon. Họ không cần thiết phải giạt ra một cách nó nó không cần thiết đến như vậy. Và lại là cái thế 4v2 và lại để thua. Nhưng cái viên đạn đầu tiên nó đã vô cùng xuất sắc rồi. Muốn chơi kiểu ăn tươi nuốt sống đối phương à? Chắc là kiểu có một vài mạng sướng, nghĩ mình có thể làm được. Nhưng mà đúng là họ có thể làm được thật nhưng mà rất là khó. Chúng ta còn tính cả round hiếu này sẽ là coi như là 3 round. Ủa, nên bắn đét. Bây giờ thì nếu như team Liquid họ có thể có được cho mình là 5 round bên phần City thì mọi thứ vẫn còn nha. Còn nếu như là để thua với tỷ số 3-9 thì tôi lại không biết là như thế nào đâu. Lại là một cái tỷ số bị quyền. Và có lẽ sẽ lại có lật kèo và lại có overtime chăng. FaZe Clan lần này nổi gió rồi. Lần này tập trung đánh A, những round trước thì gần như là chỉ có dí vào B thôi. Bây giờ dí A liệu thành công hay không đây. Sẽ có những tình huống đáp đồ, mọi người đáp đồ của tôi là Broky. Và Kadian, một góc thương, một mạng, hai mạng cho Kadian. Như này là lãi này. Mạng thứ ba cho Kadian luôn, triple kill. Vào đây, tầm này tâm lý nhắc lên. Rất muốn có quad kill, thậm chí là ace. Còn với Faye thì gần như ý đồ của họ đã phá sản rồi. Chỉ có Broky và mạng cho Scar. Vẫn có thể bắt được Yekinda bằng một cách nào đó. Bây giờ thì vị trí của Frozen sẽ làm gì đây?
gần như sẽ không còn cơ hội nào dành cho Frozen nữa rồi. Mục tiêu của bên phía Team Liquid chỉ đơn giản là để cái trái C4 này ở một cái vị trí ở trong tầm mắt của họ mà thôi. Frozen thì anh ta cũng sẽ không đi tiếp, anh sẽ dừng lại cùng này, kê lại một chút tránh cho cái việc mất súng. Lượng tiền của bên phía Faker Clan thì thực ra thì nếu như họ có thua thêm round nữa thì họ vẫn bài được. Nhiều quá rồi. Họ thắng thông một mạch 5 round. Thì điều gì có thể xảy ra được. Để rồi, lại quay ra nhìn mặt nhau lại. Còn ten. Đây rồi, round thứ 11. Face Clan mà bây giờ lên nốt round còn lại, có tỷ số tầm 8-4 thì nó có lẽ một số vốn tạm đủ. Và sang tới cả second half thì cần thắng Piston. Cảm giác cái cây điện có vẻ như bắt thì quay trở lại trận đấu rồi. Đáng có tình huống bắn như hồi xuân vậy. Carrigan thì bắt đầu gãy cánh. Lại là một thế khó cho này về Face Clan, nhưng mà 5v3 ném lửa và đạp qua luôn. Lại cái thế 5v3 này, nhưng đây là map Anubis chứ không phải là The Nook nữa rồi. Nếu như nó ra The Nook thì tôi nghĩ rằng con số đó vẫn có thể được thực thi. Bây giờ thì sao? 5v3, Rocky với cổ ốc trên tay vẫn đang đi mò mẫm thôi. Đã vào được phía bên trong của khu vực Beacon rồi, Yekinda đứng sau cột. Cây điền thì sẵn sàng có cho mình những cái tình huống nã đạn vào. Đập tâm trời lộ, lộ rồi, biết rồi. Cái tâm súng, cái nòng súng đã bị lộ ra đến từ vị trí của Yekinda. Anh ta lần này thì quay mặt lên trên, nhưng mà rõ ràng là những... Ui, Yekinda chỉ lừa mà thôi. Rocky, no scope được vị trí của Nap, nhưng đó là cây điền. Anh cameraman đã lần thứ hai anh ta nhá nhẹ hơn, anh ta quay mặt lên trên để không bị lộ cái nòng súng đấy. Tuy nhiên thì đã bị phát hiện vị trí rồi, nhưng cái điều đấy không quan trọng khi cây điển đã quá chắc chắn cho cái tình huống mà kêu ốp từ đi ra ra đây mệt. Bây giờ thì đó vẫn đang là cây điển. Tỷ lệ chiến thắng của Liquid ở trong mỗi round đấu nếu như cây điển có được mạng đầu tiên nó là rất cao, nhưng lần này là cái chiều tuyết viên đạn găm thẳng vào giữa trán của Carrigan. Có thể sẽ là 6 đều ở đây này. Mất đi một người, Carrigan vẫn vậy. Trong map thiếu trước đó, Carrigan cũng không thể được quá nhiều. Và thậm chí là sang từ map thứ 2, Carrigan vẫn chủ yếu ở trên game bằng não. Lên A cơ. Lần gần đây nhất Face Clan lên A thì họ đã để thua. Thậm chí là thua một cách khá là tan nát. Họ thậm chí còn không thể chạm được vào bên trong offside. Ủa, đầy qua smoke luôn đến từ vị trí nắp chăng. Đây là một phương án khá táo bạo này. Đẩy thật thôi sẽ làm tạo một thế bánh mì kẹp thịt bên trong bóng giải A đến từ các đại biểu Team Liquid. Và liên tục mạng hạ gục, Nap không có cơ hội nổ súng 2v2. Nap anh ta rút bom ra trong tiếng vừa rồi. Và đây là một tiếng phản xạ 10 điểm đến từ Rocky. Lại là cây điền mà thôi, tôi tưởng như lợi thế đã có cho bên phía Team Liquid. Và gần như họ sẽ nắm giữ được cái trận thắng này trong tay rồi, cái round thắng này trong tay rồi. Nhưng không, Nap anh ta tự nhiên rút tin ra. Và bên này thì Flick được nha, đổi súng, đúng rồi. Frozen còn rất ít máu mà thôi, check được không? Frozen đã yếu và phản xạ sẽ là quay lại, nhưng Frozen cũng đang chờ. Frozen rất quái. Frozen có lẽ chỉ nghe tiếng tít tít mới bắt đầu băng ra. Kaden có vẻ như nghe thấy gì đó, có vẻ thấy điều gì đó. Bây giờ biết là Frozen ở đâu. Kaden không được rồi, và chiến thắng vẫn thuộc về Face Clan. Và chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu giữa Team Liquid và bên phía của Face Clan. Đây sẽ là một round thi đấu mà bên phía Face Clan họ sẽ ở bên phía những người phòng thủ City, và bây giờ thì xem Liquid họ đánh như thế nào đây. Yeah yeah. Đang chỉ là những tiếng bò trườn mà thôi, chưa có gì cả. Rock thì vẫn đang đứng ở trên khu vực Heaven để có thể nhìn xuống. Những các kiểu các thứ smoke nó là mắc bình, nhưng từ bên phía Liquid xếp bài như này thì cứ thong dong đi vào thôi. Xét bài là 10 điểm. Một này, Yekinda bắt được Carrigan. Đây cũng chỉ là một nhân tố mang đến bộ não mà thôi. Không thể chiến thắng được trước Frozen. Nhưng phía bên này thì Nap làm được drop rồi. C4 được hạ xuống, Rain vẫn đang bắn. Cái điền vẫn đang phải kê lại góc này, di chuyển qua. Ui, quá nhanh tay đến từ vị trí của hiệu trưởng. Cây điền, tay rất to đến từ vị trí cây điền. Và đó là đang thiếu chiến thắng cho bên phía của Liquid. Đây là cơ hội để lên con số 7. Và nếu round này Face Clan mà thua là khả năng Liquid lên 8 rất cao nhá. Rồi, Frozen mất tết cho mình đó là gần như toàn bộ lượng máu rồi. 5 HP trên người thôi.
Liquid vẫn đang cố gắng di chuyển vào nhưng mà không thể bỏ qua Spark đâu, chàng trai ơi. Hai khẩu rifle, đó là một Galil và một AK. Không biết là có sẽ giúp gì cho các thành viên bên phía của Liquid trong round thi đấu này hay không đây. Nên nhớ rằng DE Clan vẫn luôn là một cái gì đó rất kinh khủng. Mặc dù trong trận đấu này, round thi đấu này họ chỉ có một khẩu DE thôi. Nhưng mà 5-7 tầm gần thì cũng là một nhát. B250 thì cũng một viên vào đầu, một viên vào người như những gì mà Rain đã làm ở trong các thi đấu trước. Sẽ cần phải có một cái khoảng cách hợp lý nữa. Nếu như đội hình của team Liquid họ đã chơi theo kiểu là để cho Gali hay AK làm trước thì những khẩu súng này cũng sợ không có quá nhiều cơ hội. Bắt bài này. Một bạn, không có bạn thứ hai. Và bây giờ vẫn đang cố gắng lao lên nhưng đây là cơ hội dành cho đội hình FaZe Clan. 2 vs 4. Bom thì lại rơi trong sai. Bên phía đội hình của FaZe Clan ban đầu này không có gì nhưng mà nó là còn nguyên. Và Twist đang yếu, Kaden thì cũng không khỏe khoắn gì cả. Nào, 29 giây còn lại, bắt buộc phải tỏa sáng. Kaden thấy một, bắt được Karrigan hôm nay, câu trả lời là không. Twist quá yếu, gặp lại những người đồng đội cũ. Một mạng, hai mạng chưa có, không có luôn. Và nó chiến thắng dành cho Faye. Một round thi đấu chiến thắng vấp bài không tưởng dành cho bên phía FaZe Clan. Bộ não của Karrigan đã có một thứ bắt bài thành công. Và nó sẽ đi đâu đây? Luôn. Bây giờ đến lượt Liquid sẽ là người phải chơi thế yếu. Nhưng mà với lượng đồ đạc cái này là một đánh nhanh này. Họ chỉ muốn gọi là chờ một khoảng thang binh. Sau đó sẽ là giạt vào Alonso luôn. Nào, có Flash. Karrigan thật sự phải cẩn thận. Biết tham mình rồi. Karrigan sẽ chết. Đạp đã lao lên, double kill trong giữa nắp của bom xe B như một món quà. Chiếm quá nhanh, hạ C4 xuống và bây giờ sẽ phải retake 3 vs 5. Không mất một giọt máu nào đến từ bên phía của team Liquid. Tôi xin nhắc lại là team Liquid họ không mất bất kỳ một giọt máu nào ở trong cái tình huống công sai vừa rồi. Như đi chợ mà thôi. Retake hạ đấy không? Có khi trong tay có Frozen. Di chuyển khoảng cách này là không rồi. Chứ vào gì không khác thì ship súng cho đối phương cả. Thì đang đi bới móc ở trong khu vực này. Ok, muốn đi tìm Frozen sẽ bắt được Twist thôi. Vẫn sẽ có một chiến thắng tay cho các đội viên team Liquid với tỷ số là 7-8. Giữ được súng như này thì có lẽ đội viên ta sẽ bay tiếp. Sẽ chơi. Sẽ là bay tiếp đến từ bên phía team Liquid thôi. Bây giờ thì lượng súng ống của hai bên gần như là tương tự nhau, không khác gì cả. Hai khẩu FMG, ba khẩu rifle, một Galil cho hai bên. Chơi độc lập hai bom sai với nhau. Như vậy là bây giờ vị trí Frozen đứng ở camera sẽ nhìn mid. Nó thấy bất kỳ thông tin gì thì sẽ cần phải báo lại bên luôn. Trong một khoảnh khắc mà vị trí Frozen mất tập trung thì hoàn toàn có thể sẽ làm những cơ hội. Đây rồi. Rain đã clear beacon. B-Ram vẫn còn. B-Ram vẫn còn, thậm chí bây giờ là cả Scott cũng có thể la vào để thế luôn. Tình huống thật sự là rất linh tinh đến từ vị trí của hiệu trưởng. Nhảy qua dội đạn vào đầu. Nhưng lại là một cái setup 3B rất chắc chắn nha. Sẽ làm như thế nào đây? Quấy ở A. Nhưng mà sẽ chỉ là quấy thôi. Nạp bắt được Karrigan. Bây giờ sẽ quay trở lại cùng bóng sai B. Ý đồ của Team Liquid cũng đã lộ ra rồi. Bây giờ quay trở lại đánh A thực sự sẽ rất mất thời gian. Nào, ô kìa. Đừng bảo tôi quay lại đánh A thật nhá. Và họ muốn đánh A thật à? Lộ rồi. Đánh A thật sẽ là vòng lên để đánh vào từ camera. Rope đã kê sẵn vào Rope. Đó là câu chuyện AK với M4, nó bom sẽ A đã mở ra, nó thực sự là một món quà dành cho đội của Team Liquid. Chơi game như này thì đúng thực sự rất là bực mình. Rồi phía bên này thì sao đây, Rookie bắt được nắp rồi và lợi thế về người có cho bên phía của Team Liquid. Nhưng khi bạn kê trước mà đối phương lại đấm được vào mồm của bạn như vậy thì đúng thực sự là rất khó chịu. Không, thực ra thì đó là một tình huống mà Rob anh ta đấm được vào mồm của Tuyết trước. Đúng, nhưng vấn đề là anh ta cầm M4. Câu chuyện muôn thuở rồi. À, Rocky đang bị móc nha.
vẫn chỉ là 12 HP. Gỡ luôn chăng? Yếu rồi. Thời gian còn kịp hay không đây? Ê, tôi nghĩ là không đủ đâu. Chạy đi bạn ơi. Vẫn còn kịp. Và đã nghe rất nhiều tiếng là Let's Go Face Clan. Nói chung với Liquid với Face Clan thì họ đều có những cá nhiệm rất là hút fan. Rồi, vẫn chưa có bất kỳ một ai phải mất máu trong tình huống đó cả. Chỉ có Rain thôi. Bây giờ thì một nét đi luôn. Đi đúng giờ ngọ. Quả nên sẽ phát huy tối đa tác dụng trong tình huống như thế này. Nhưng mà bên phía đội ngũ Face Clan không có bất kỳ mảnh sáp nào cả. Bây giờ thì thò ra và Rob tặng cho cây điền một viên đạn vào giữa đầu. Độc kỳ vẫn có một khẩu DE trong tay. Và Nap đi vào họng súng của Độc kỳ. Rất may rằng Nap không phải nằm xuống thì vừa rồi. Rob lại đi tìm rồi. Five Seven rất đẹp và rất màu sắc. Chín tám đang bắt đầu bứt lên. Tôi tin rằng là chúng ta vẫn sẽ có thể có mặt trận thứ ba được. Các bạn cứ tin tôi. Lại làm phép. Ngày nó lại làm phép. Mong muốn thật mà. Em hưng nó lại làm phép rồi các bạn ơi. Bây giờ tin không? Bây giờ bạn là phép. Nên nhớ là cái điền cứ có mạng đầu tiên của round thi đấu là sẽ có chiến thắng nha. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem. Bất kỳ một ai nhìn lại mid và Liquid đã đẩy mid cao như thế này, sẽ có một player được gài lại thôi, tạo thêm thế chủ động, thậm chí có thể sẽ tạo tình huống để cắt đôi các thành viên của Face Clan ra luôn. Tôi nghĩ thời điểm hiện tại nếu để làm như thế thì nó sẽ khá là mạo hiểm, sẽ cần phải chờ thêm thời gian cũng như chờ thêm thông tin. Face thậm chí là bom vẫn chưa lộ, họ vẫn có thể linh hoạt rotate giữa A và B. Bây giờ thì bắt đầu bò trườn ra khu vực mid nha. Vẫn đang là cái thế setup 3B đến từ cành viên bên phía của Face Clan mà thôi. Karrigan bắn trước. Nhưng mà không mất nhiều máu như vị trí của chính anh ta. Bây giờ thì giạt vào. Yekida không biết bao nhiêu lần đã hành anh già rồi. Lại khổ còn, quá. Lại còn ten highlight Karrigan tại map thứ 3 Nubit. Bây giờ thì nào. Tạm thời chưa vào được A thì tìm con đường vào B vậy. Sẽ là một tình huống vào B không nào? Vẫn quay trở lại, đợi lửa vào A. Cần gì phải như thế đâu nhở? Hơi phức tạp. Cần thiết. 25 giây. Sẽ cần phải kê lại ở hướng backside. Và Broky đã sẵn sàng rồi. Twist bắt được trên được lên. Và tôi xong. Double kill Twist, bomb side B đã lủng. Đây sẽ là chiến thắng dành cho team Liquid. Sẽ là một chiến thắng dành cho bên phía của team Liquid mà thôi. Karrigan cũng mới chỉ có 3 frag ở trong map thi đấu này. Trời ơi, anh già đang thực sự chỉ chơi game bằng não, không hề chơi game bằng tay. Tiếp tục là một viên đạn nữa được găm vào đầu của Rob rồi. Như tôi đã nói thì nếu thua cái key round này thì sẽ rất phiền đây. Đã nói rồi, đây sẽ là một tình huống mà làm content highlight Karrigan tại map thứ 3 Anubis. Chúng ta đã có một cái content là highlight Karrigan tại Inferno và Major gần nhất rồi. Bật phun súng luôn. Sẽ phải là một round thi đấu có lẽ sẽ chỉ có những khẩu pistol dành cho bên phía của Face Clan mà thôi. Bây giờ thì sẽ lại là half buy. Lực half buy này thì Face Clan hay chiến thắng lắm, nhưng mà bây giờ team Liquid họ quyết định bắn nhanh. Họ chơi nhanh rồi. Sẽ có những cái tình huống ném lửa ra, di chuyển vào, nhìn thấy cổ Five Seven này, bắt lấy cổ Five Seven. Yekida bắt luôn cả Nap. Bắn luôn đồng đội đến từ vị trí của Yekida. Chơi thế này thì không được rồi em Ye ơi. Nhưng không sao, Yekida sẽ cố gắng để có thể lấy được bạn khác. Rain cũng đã bắt được Yekida ở đây. Còn Rob, còn Frozen nhưng vẫn đang bị táp. Và Rob anh ta nằm xuống ngay. Frozen thì sao? Five Seven trên tay liệu có thể chiến thắng được khẩu ốp đầy của Canyon hay không? Cần phải có một góc dạn rộng. Nhưng dạn rộng là một phần và phải bắn trúng nha. Rồi dạn rộng bắn trượt nhưng đó là cần gì? Sẽ là thiếu số 11 cho bên phía Liquid, trận đấu quá căng. Gánh một người tôi đã mệt rồi, bây giờ còn đang có hai người. Thậm chí Rain luôn được coi là một quả lực tin cậy của Face Clan nữa cơ. Trong con này thì có lẽ chúng ta sẽ chuẩn bị vào tới map giống Mirage thôi. À, bổ Aki, có mạng. Một chút cơ hội là nhen nhóm lên dành cho Face.
mạng này cho vị trí của Rocky. Yakida nằm xuống, bắt đầu di chuyển vào từ các thành viên bên phía Liquid, và một lần nữa có lẽ là họ sẽ lại chọn bà đánh B thôi. Lửa cầm trên tay sẵn sàng để có thể đáp ra đến từ vị trí của Ren. Rocky cũng đã kéo ốp ra đến đây rồi, bắn trượt một cái là ném lửa luôn này, nhưng mà bắn thì có thể trượt được hay không đây, vẫn trượt được. Rất nhiều lửa, Ren đang đốt, Ren phải tìm cho mình vị trí khác. Và đường vào bóng sai B của team FaZe Clan, chính xác là của Liquid, có vẻ như đang hơi khó, là muốn tìm cho mình một con đường khác. Tìm đường khác bây giờ chỉ còn lại một con đường lên A thôi, nhưng mà nếu 4 player đi chung nhau tại khu ấy RAM, cảm giác sẽ hơi bất lợi một chút ở đây. Frozen một khẩu M4, mà này Frozen có thể sẽ bất ngờ, và Frozen không đổ được bất kỳ mạng nào cả. Bên trong con xe A có Rope, Rope là một, Rope sẽ cần phải cố gắng có thêm hai mạng nữa. Đắp một cái dụng Rope, triple kill, một mình Gaiden với khẩu ôm trong tay. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là round điểm chiến thắng dành cho FaZe Clan 91. Và đó là Rocky có cho mình một cái double kill và Rope có cho mình một cái triple kill. Hai siêu sao của bên phía FaZe Clan thay nhau lên tiếng ở trong cái tình huống này. Con số 9 cái round này là 11 đều này. Sau người lên OT và Liquid thắng. Đó là kịch bản mà hiện tại tôi đang vẽ ra. Picasso đến thế rồi. Xong. Lắc đầu rồi. Lắc đầu luôn. Trừ lương. Lắc đầu như này là có những dấu hiệu gọi là cũng hơi chớ chớ ở đấy. Tôi cảm thấy hơi lo cho Twist hiện tại. Nào, đánh đâu đây? Vẫn đang suy nghĩ, lần này chắc là đánh, có phải sang đánh B rồi. Nào, Rain cần phải sống. Góc yếu này Rain rất khó chơi, và Rain chỉ có một mà thôi. Đội hình của team Liquid họ đã giạt lên dựng thăm mình với nhau, họ giạt lên từ cả RAM, họ giạt vào cả mình con deck. Mà đến Rain không thể nào ba đầu sáu tay mà bắn hai hướng khác nhau được. Xếp luôn. Nếu tình huống đó Brookie anh ta có thể pick được một ai đó thì có lẽ là sẽ là lao vào retake đấy, nhưng mà xếp cũng là một phương án hoàn toàn hợp lý ở trong tình huống này. Hãy nhìn cái lượng tiền của bên phía FaZe Clan, nó thực sự không hề đủ đầy một tí nào. Nhưng mà vị trí của Carrigan cũng như là Ren là ok nha. 1.900 với cả 2.300 round sau là vẫn có thể buy được. Carrigan thì thực sự là anh ơi, anh có chơi không vậy? Chấm lắm rồi. Chắc lại đêm qua lại với bữa cua ăn nửa đêm thì vỗ vối ruột đau cắt nước mắt đầm đìa. Ngày xưa tôi hay gọi là nhân vật bình vôi đấy. Rocky chưa gì đã bị cấu một cái lượng máu quá lớn rồi. Tiếp tục là flash ném ra, Cadian cũng mất quá nhiều máu ở đây. Đánh B. Thậm chí lần này có thể sẽ là một bài all in hết là B-RAM. Bình thường chúng ta sẽ thấy là các team sẽ tạo nhiều áp lực từ beacon này hoặc là bánh từ backside. Lần này all in hết ở B-RAM thì tôi thấy rằng chiến thuật nó sẽ là về những thứ CS nguyên thủy nhất, về những thứ giống với cả FaZe và MM nhất. Nhưng mà đôi khi là cái sự đơn giản nó lại khiến cho đối phương gặp rất là nhiều vấn đề đấy. Xét bài. Anh ơi, có ai ở beacon đâu. Ở hết B-RAM rồi. Đây là một quả smoke để fake rằng là sẽ có người ở B-RAM, nhưng thực chất tất cả sẽ ở B-Con. Có một người gài lại để có thể là cố gắng cắt đường viện trợ, nhưng mà hôm kia FaZe Clan đang là những người có lợi thế. Carrigan 2 vết 4 rồi. Còn Nap, còn Twist. Nhưng hai player này liệu có thể tạo được một sân hay không đây. Twist có một. Vẫn còn đó là Brokey. Vẫn đang có người rotate về. Brokey cần phải sống. Bên kia thì đang kê ốp đến từ vị trí Rob nha. Rob anh ta cũng sẽ chỉ kê đường về của đối phương thôi, chứ anh ta không thể nào đẩy vào được. Đẩy vào gần như là quá mạo hiểm. Nam anh ta đã bị đốt quá cháy ở đây. Và Nam anh ta hạ được C4 xuống thì cũng sẽ phải nằm xuống thôi. Round thi đấu số 10 dành cho các thành viên bên phía của team FaZe Clan. Trời
Trời ơi. Điên đầu quá. Đau 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 đau. Quá đau và cây điên còn một HP. Không thể tin được. Ăn đến quả nết thứ hai rồi. Divine còn nói là một upper thì cần tầm 15 máu chứ một máu thì lỡ ngỡ dẫm phải cái đinh là cũng chết luôn. Ngửi hơi đạn cũng chắc chắn là đủ rồi. Cần gì quay lại tìm cây điên để đổi súng. Cây điên bảo anh còn có một máu thêm ơi. Thôi xong. Bye bye à. Đâm mắt về. Trời ơi, những sự trêu đùa. Quá trớ trêu. Đây là còn chưa nhìn thấy mặt địch đâu nhá. Ôi, tiếp tục ném lửa ra. Một quả lửa đi lùa. Skull pha đó thì cũng đã hy sinh. Mạng thuộc về Brokey. Cây điên, một AB làm được này. Đó à. Trong A còn ai không? Trong A vẫn còn đó, vị trí Rob. Rob bắt được một người rồi. Lửa được ném ra, C4 đang được hạ xuống. Di chuyển vào từ vị trí Rob. Rob bắt được Quyết ở trong cái tình huống này. Và cây điên, một máu không làm gì nữa cả. 12-11. OT rồi. Nhưng bây giờ để cùng xem là liệu có viễn cảnh overtime một lần nữa hay không. Đến 12-9. Vâng, lúc này đã có tới gần 6.000 bạn khán giả và tôi nghĩ ngày hôm nay sẽ chúng ta sẽ có một cái kỷ lục mới về peak view rồi. Ok ok, spam này gần đi vị trí Rob rồi, pha đó mà Rob đi thì hơi phiền nha. Chắc chắn sẽ có một cái tình huống đánh A thôi. Nhưng bây giờ thì sao đây? Karigan với một khẩu AUG trên tay. Anh ơi, nhìn thấy cái đầu của đối phương rồi. Anh sẽ làm gì trong tình huống này đây? Đối mặt với anh đang là Nap và Kadian. Không thể chiến thắng được. Cấu của mỗi người đâu đó khoảng tầm 30-40 máu thôi. Karigan đứng con số 3 hơi lâu và Rain lại vào thế khó. Hai ông già một xe B. Rain chỉ có một 4 vs 2. Rob yếu, Brokey bây giờ quay về nhưng mà cơ hội nào dành cho các thành viên của FaZe Clan đây? Quá yếu máu. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có map thi đấu thứ 3 mà thôi. Brokey bắt được một nhưng đó chỉ là một mà thôi, chỉ còn một mình Rob với 10 HP ở trong tay. Làm gì được hay không đây? Khó lắm rồi, 10 HP. Bây giờ chia cho ba ông này kiểu gì? Không bom mìn, đối phương đã kê lại và đó là map thi đấu thứ 3. Trận tứ kết thứ 2.